Indonesia, U22 Việt Nam không khác gì thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Truyền thông Indonesia đánh giá cao U22 Việt Nam nhưng rất tự tin vào khả năng giành chiến thắng của đội nhà tại bán kết SEA Games 32. Trước trận bán kết một môn bóng đá nam SEA Games 32, trang CNN Indonesia đã đưa ra nhận định về khả năng chiến thắng của đội nhà trước đối thủ được đánh giá cao. U22 Việt Nam là phép thử thực sự đối với U22 Indonesia. Sau 4 trận đấu ở bảng A, sức mạnh của Garuda Muda, biệt danh của các đội tuyển Indonesia, không được kiểm chứng đúng mức bởi các đội bóng Philippines, Myanmar, Timor-Leste hay Campuchia không cùng đẳng cấp với Indonesia. Tất nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Indra Sjafri không được phép kiêu ngạo. Họ có nhiều lợi thế hơn so với đối thủ. Đầu tiên là tâm lý vui vẻ với 4 chiến thắng. Thứ hai là toàn đội đã quen với việc thi đấu ở sân Olympic, đồng thời được nghỉ ngơi nhiều hơn. Dù vậy, Việt Nam vẫn được đánh giá rất cao với tinh thần nhiệt huyết và chăm chỉ trên sân cỏ. Dưới thời huấn luyện viên Joser, lối chơi của họ gần như không khác nhiều so với thời huấn luyện viên Park Hang-seo, CNN Indonesia viết trong bài nhận định trước trận. Bên cạnh đó, tờ báo uy tín của xứ Dàn Đảo cũng đưa ra cảnh báo cụ thể về sự khốc liệt ở trận đấu sắp tới và nhấn mạnh U22 Indonesia cần sẵn sàng cho thử thách sắp tới. Họ sẽ dắt phải sự kháng cự quyết liệt chưa từng có ở vòng bảng. Chuyên gia Haryanto Triwibowo đánh giá kinh nghiệm và thể lực tốt là chìa khóa giúp Indonesia thắng Việt Nam ở trận bán kết sắp tới. U22 Indonesia cầm kinh nghiệm của những cầu thủ như Pratama Ahan, Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand và Ramadan Sananta để xuyên phá hàng thủ Việt Nam. Họ phải tỉnh táo, đừng để bị cuốn vào những cảm xúc dẫn đến hành động thô bạo như những gì Malaysia trải qua. Tôi dự đoán Indonesia có thể giành chiến thắng 2-1 trước Việt Nam. Lần gần nhất U22 Indonesia có thể đánh bại Việt Nam tại SEA Games đã cách đây 12 năm. Tại kỳ đại hội năm 2011, đội bóng xứ Dàn Đảo thắng 2-0. Tuy nhiên, trong 4 kỳ SEA Games gần nhất, Garuda Muda đã phải nhận 4 thất bại trước Việt Nam. VTC nêu tiếp sóng tường thuật trực tiếp trận đấu bán kết U22 Việt Nam và U22 Indonesia từ 16 giờ ngày 13 tháng 5. U22 Việt Nam đấu U22 Indonesia bắt bại Garuda Muda. U22 Việt Nam tranh chiếc vé chung kết với U22 Indonesia, đối thủ ghi nhiều bàn thắng nhất và hàng thủ vững chắc nhất SEA Games 32. Đội ngũ giàu kinh nghiệm, đội tuyển U22 Indonesia đến SEA Games 32 với khát vọng chấm dứt cơn khát vàng kéo dài nhiều thập kỷ. Kể từ sau chiến thắng tại Manila 1997 Philippines, khi đó còn là sân chơi của đội tuyển quốc gia. Tập thể U22 Indonesia tranh tại kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á tại Campuchia quy tụ những cầu thủ trẻ có thời gian làm việc cùng nhau trong thời gian dài. Dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Shin Tae-yong và hiện thuộc quyền quản lý của Indra Sapri, rất nhiều thành viên của họ từng có kinh nghiệm khoác áo đội tuyển Indonesia tham dự như trung vệ đội trưởng Rizky Jido, Pratama Ahan và đội phó Waytin Sulaiman. Cả ba cầu thủ này thậm chí tham dự cả 2 kỳ AFF Cup gần nhất dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Shin Tae-yong. Ngoài ra, U22 Indonesia còn sở hữu nhạc trưởng tấn công Marcelino Ferdinand, người từng giành giải thưởng cầu thủ trẻ hay nhất AFF Cup 2022. Thủ môn Anendo Ari, tiền vệ Afira de Wangka và Ramadan Sananta cũng có kinh nghiệm thi đấu giải vô địch bóng đá Đông Nam Á. Một năm trước, những người này là nòng cốt của Indonesia giành huy chương đồng SEA Games 31 tại Việt Nam. Có thể nói, ở đại hội lần này, họ trưởng thành và tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn, hiệu suất tấn công. Với sự hiểu biết và ăn ý cùng nhau, U22 Indonesia thi đấu kiểm soát bóng tốt, thực hiện các tình huống tấn công tốc độ. Sau 4 trận vòng bảng, đội quân của Indra Sjafri ghi được 13 bàn thắng. Đây là thành tích cao nhất vòng bảng SEA Games 32, ngang với U22 Malaysia. Faisal Fathar Rahman, cầu thủ từng nổi đình đám ở bóng đá trẻ khu vực lứa tuổi U16 và U18, đang cùng Nguyễn Văn Tùng của U22 Việt Nam đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 4 pha lập công. Saravanan Thirumurugan của U22 Malaysia cũng có thành tích này nhưng sớm bị loại. Trong 3 trận đầu vòng bảng, Faisal đều ghi bàn. Cầu thủ 20 tuổi này được ông Indra Sjafri cho nghỉ ngơi trong trận cuối thắng chủ nhà U22 Campuchia 2-1. Đội tuyển U22 Indonesia còn 3 cầu thủ khác ghi được từ 2 bàn trở lên, cùng với 2 thành viên có 1 pha lập công. Trên thực tế, U22 Indonesia không quá hiệu quả trong tấn công. Ví dụ, họ dứt điểm 21 lần trước U22 Philippines với 7 lần đi chính xác. 5 trong 21 cú sút đi trúng mục tiêu trận gặp U22 Timor-Leste, 10 trên 18 trận U22 Campuchia, 14 trên 22 trước U22 Myanmar. Hàng thủ các đội bạn A bóng đá năm SEA Games 32 vốn không mạnh. Ông Philip Garcia cần hạn chế khoảng trống trước khu vực cấm địa U22 Việt Nam để Garuda Muda không có cơ hội dứt điểm. Có một điểm cần lưu ý, U22 Indonesia ghi 3 bàn trong 15 phút cuối hiệp 1 và 3 bàn khi bước vào 15 phút cuối hiệp 2. Sức mạnh phòng ngự. Trên hành trình vào bán kết, U22 Indonesia giữ sạch lưới 3 trận đầu tiên và chỉ nhận 1 bàn thua trước chủ nhà U22 Campuchia. Hàng thủ dưới sự chỉ huy của đội trưởng Rizky Ridho được báo chí Indonesia mô tả gần như hoàn hảo. Huấn luyện viên Indra Sjafri không lặp lại hàng thủ nào trong đội hình xuất phát ở 4 trận đấu vừa qua. Điều này cho thấy chất lượng hậu vệ U22 Indonesia cũng như hệ thống vận hành nhuần nhuyễn. Với việc suy thoái nhân sự, ông Indra Sjafri cũng có được các hậu vệ đạt thể trạng tối ưu khi đấu U22 Việt Nam trong trận bán kết đầu tiên. Sự xuất sắc của các cầu môn Anendo Ari và Adi Satrio cũng góp phần giúp U22 Indonesia đạt hiệu suất phòng ngự tốt nhất giải đấu. Tuy vậy, Adi Satrio chấn thương và chưa rõ có đạt thể trận tối ưu cho cuộc thư hùng chiều ngày 13 tháng 5 hay không. Trong trường hợp xấu nhất, U22 Indonesia chỉ còn Anendo Ari cho giải pháp khung thành. U22 Indonesia thực sự là thuốc thử liều cao cho tham vọng vàng của thầy trò ông Joser. Câu lạc bộ nào hưởng lợi nếu Man City vô địch Champions League? Man City chắc chắn kết thúc trong top 4 Premier League, qua đó có vé dự vòng bảng Champions League 2023-2024. Theo quy định, UEFA luôn dành một suất riêng dự vòng bảng Champions League cho đội đương kim vô địch. Trong trường hợp Man City lên ngôi tại Champions League mùa này, suất cho nhà vô địch sẽ bỏ trống do Citizen đã có vé thông qua vị trí trong top 4 ngoại hạng Anh. Suất để trống này sẽ dành cho đội vô địch giải đấu hạng 11 theo xếp hạng của UEFA. CPA là giải đấu hạng 11, nhưng nhà vô địch của giải này đã chắc suất dự vòng bảng Champions League mùa tới, do các câu lạc bộ ở giải Nga hạng 10 đang bị UEFA cấm. Theo đó, nếu Man City vô địch Champions League, đội được hưởng lợi là nhà vô địch giải Ukraine hạng 12. Trường hợp tương tự cũng xảy ra khi Real Madrid vô địch, do câu lạc bộ này chắc suất trong top 4 La Liga. Việc nhường suất cho đội bóng có thứ hạng cao nhất nhưng chưa có vé dự cúp châu Âu đúng là có diễn ra ở Premier League, nhưng chỉ áp dụng với hai giải đấu cúp hạng 2 và 3 châu Âu, đó là Europa League và Europa Conference League. Với Champions League, một câu lạc bộ Premier League chỉ có các cách giành vé dự giải đấu tranh giá nhất châu Âu như sau: kết thúc trong top 4 giải vô địch quốc gia hoặc vô địch Champions League, Europa League. Arsenal chuẩn bị thanh lý hàng loạt cầu thủ. Granit Xhaka, Kieran Tierney hay Emile Smith Rowe nằm trong số những cầu thủ có thể rời Arsenal vào mùa hè này. Emile Smith Rowe mới thi đấu 10 trận và góp một kiến tạo cho Arsenal tại Premier League mùa này. Trong bối cảnh pháo thủ đang quan tâm đến Mason Mount của Chelsea, khả năng Smith Rowe phải rời đội vào mùa hè này có thể xảy ra. Granit Xhaka được cho là muốn tìm thách thức mới trong sự nghiệp. Tuyển thủ người Thụy Sĩ có thể chia tay Arsenal vào mùa hè này, vì tiết lộ Xhaka đang đàm phán với Bayer Leverkusen. Trong khi đó, Arsenal nhắm Declan Rice như một sự thay thế cho Xhaka. Kieran Tierney mất suất đá chính ở cánh trái vào tay Oleksandr. Newcastle và Aston Villa đều quan tâm đến cầu thủ 25 tuổi này. Ngoài hậu vệ cánh, Tierney còn đá được vị trí trung vệ và tiền vệ cánh. Nuno Tavares đang thi đấu cho Marseille theo dạng cho mượn và thể hiện tốt. Tuy nhiên, câu lạc bộ Leeds một không muốn mua đứt cầu thủ này. Trong trường hợp Tavares không muốn dự bị cho Zinchenko ở mùa tới, anh có thể bị Arsenal thanh lý. Florin Balogun gây ấn tượng tại Leeds 1 với 19 bàn sau 34 trận cho Rem. Leeds tiết lộ Balogun không muốn ngồi trên băng ghế dự bị nếu trở lại Arsenal. AC Milan quan tâm đến việc chiêu mộ chân sút 21 tuổi ở mùa hè này. Arsenal có thể cân nhắc bán đứt Balogun với mức phí gần 30 triệu bảng. Cedric Suarez cũng không được đảm bảo tương lai tại sân Emirates. Hậu vệ người Bồ Đào Nha đang thi đấu theo dạng cho mượn tại Fulham đến hết mùa này. Anh không thể cạnh tranh suất đá chính với Ben White và Takehiro Tomiyasu. Bản hợp đồng kỷ lục trị giá 72 triệu bảng, Nicolas Pepe không đáp ứng được kỳ vọng của Arsenal. Pháo thủ phải chấp nhận chịu lộ nếu muốn thanh lý cựu sao của Lille này. Job Holding gây thất vọng khi không thể qua lấp vị trí William Saliba để lại ở hàng thủ. Nếu nhận được đề nghị hợp lý, pháo thủ sẽ xem xét bán Holding.